Alo, chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video đá chế độ mát đây nhá. Chế độ mát đây đó là chế độ đá online. Đấy thì hôm trước mình có làm hướng dẫn rồi. Đây và các bạn sẽ vào chế độ mát đây. Cái chế độ này tức là mình sẽ chọn các câu lạc bộ tương ứng với cái câu lạc bộ mình chọn. Đây ví dụ như là cái chế độ ngày hôm nay mình chơi đó là có hai câu lạc bộ đó là Manchester City và Tottenham. Các bạn lưu ý đó là khi chơi câu lạc bộ, các bạn chọn câu lạc bộ nào thì các bạn phải chọn những câu lạc những cầu thủ thuộc các câu lạc bộ đó nhé. Ví dụ như là mình chọn câu lạc bộ Manchester City thì các mình phải chọn những cầu thủ Manchester City vào bên trong đội hình, tại vì thì khi đó cái khi vào trận cái phong độ của cầu thủ nó lên cao, nó mới xanh lét. Như vậy thì các bạn mới đá thì nó mới đỡ cầu thủ đỡ ngáo. Đây ví dụ như là hiện tại đang cầu thủ Manchester City và Tottenham. Nếu các bạn mà trong đội hình ấy đi đá online này, các bạn mà chọn những cái câu là cầu thủ thuộc Tottenham ấy, thì khi vào trận nó sẽ tối om luôn. Nó sẽ đỏ ngầu, phong độ sẽ đi xuống. Đây mình đang chọn là Manchester City nhé. Đấy, bắt đầu mình đã tìm được đối thủ rồi. Mohamed Sasat 500 954 rating. Đấy. Đây là các cầu thủ Manchester City các bạn nha. Đấy thì khi các bạn chọn Manchester City nó sẽ các mũi tên màu xanh chổng lên trên tức là phong độ cao, còn những cầu thủ không thuộc Manchester City nó sẽ ngang. Còn nếu mà các bạn thuộc chọn các cầu thủ Tottenham thì nó sẽ mũi tên đỏ đi xuống. Đây những cầu thủ dự bị là không thuộc. Đây bên đội hình bên họ là cũng Manchester City nhưng mà họ không chọn các cầu thủ thuộc Manchester City thì khi đá cái phong độ nó sẽ không được cao lắm. Ok, trận đấu được bắt đầu. Và trận đấu được bắt đầu, mình là bên đội khách nhé, bên họ là cầu thủ đội chủ nhà. Đấy, bên họ là giao bóng này, đấy, có Pogba, có Van Dijk, có một số câu lạc bộ của Barca hay gì đó, chẳng hạn là Alaba, của MU, của Mahrez, không được đến vị Mandidi cản rồi. Bruyne, Sané này, đầu chuyển về cái lỗi rồi. Well, this really is a great venue. It adds so much character to every game it stages. Không ăn được rồi. Đã bị thủ môn Alisson bắt. Mình thấy rằng là rất nhiều người chọn Alisson. Rồi Salah nó ấy rồi, xoạc luôn. Rồi chết mày. Cú rồi lại ra đứng đằng sau đó lấy được bóng chứ té mà được. Rồi nó bị ngáo rồi anh em ạ. Nó bị mất mạng kém hay sao nó bị ngáo luôn. Bị Pogba nó cắt mất bóng rồi. Salah dốc bóng chuyền sang Jesus. Không chạy kịp rồi. Alisson là hiện tại được rất nhiều người dùng và bắt khá là ổn định. Nhưng các bạn có Alisson thì có thể dùng nhé. Bạn lưu ý là đá là phải chọn những cầu thủ mùa 2020 hoặc là cầu thủ tím thì càng tốt. Nhưng mà nếu mà các bạn nào cắt ngang nhặt bóng đi, chết chết này rồi. Và tỷ số là 1-0, hiện tại mình đang dẫn. Quả vừa rồi là quá ăn ý luôn giữa Sané và Aguero. Ok. Tiếp theo các đội bạn là giao bóng này. Đấy, đội bạn cũng có một số cầu thủ của Manchester City nhưng không đủ. À, tấn công cánh. Vừa rồi bị delay quá này thì đá ăn cái gì. Tiếp tục mày chết này. Chết này, 2-0 chưa? Chết mày chưa? 2-0 nhá. Quá ăn ý luôn các bạn ơi. Đấy, khi các cầu thủ phong độ cao ấy thì nó sẽ rất nhờ lợi thế để chạy chỗ rồi là phối hợp nó rất là hay luôn. Thi thoảng bị delay này khá là khó chịu luôn, bị suốt ngày bị ông Pogba ông cắt bóng rồi. Rồi may quá, việt vị rồi, ăn thế nào được. Ông Mohamed Salah rất là nguy hiểm luôn, ngoài đời cũng như trong game rất là kinh khủng. Rất phải cẩn thận cho những hậu vệ ok ra mới chơi được. Ui dồi ôi, ngáo quá anh em ạ.
Ôi sao đứng điều khiển nó không chạy kịp luôn này. Ôi ôi nguy hiểm quá. Hỏng rồi, hỏng 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 to rồi. Bị ông Sterling bên đầu thì không thể nói là làm gì được. Hậu vệ như thế thì bị ông Sterling bên đầu. Phút thứ 30 và tỷ số là 2-1. Phất bóng bên này chạy đi. Rồi không được anh em ạ. Quả bóng vang vào chân là gần ngã luôn, gần Duran. Ôi mà rét này. Cái này một số cầu thủ thì mình cũng chưa bị nó cắt bóng rồi. Chạy tối thế này làm sao được. May quá Otamendi. Chuyền chạy lên. Ôi toàn bị cắt bóng và được sau cầu thủ đối phương thôi, không làm ăn được gì luôn. Đấy, cầu thủ là chạy được cái loạn xì ngậm vào lên luôn này này. Ui rồi lại ông với ông Mohamed Handi chạy này. Ui dồi, quá nguy hiểm này quá. Tía thì ẩn luôn. Ôi dồi, phạt góc này, phạt góc nó lại bên hậu vệ ngáo ngáo rất là ngáo này. Ui dồi, lại cạt vào này. Ơi tạm thời hết qua cơn sóng gió này. Ui dồi ôi, chạy tiếp dốc cánh lên không không ăn được rồi. Nói chung dê sút làm sao mà qua được Van Dijk. Hết giờ, tỷ số hiện tại là 1-2 nghiêng về đội khách đấy, và chúng ta sẽ tiếp tục hiệp 2. Và hiệp 2 mình bắt đầu nha, mình sẽ giao bóng với cái mẹo này. Đó, cho thằng tiền đạo để phát bóng lên này. Đấy. Ôi, nhưng mà nói chung là cái mẹo này thì phải đối thủ ngáo cơ mới chơi được. Còn mình, ôi dồi, mình thực ra mình là đang ngáo, không là đối thủ ngáo anh em ạ. Rồi, ôi dồi, chèn nhau này. Ôi dồi, may quá. Ôi dồi, tiếp cứ độc bạn nhau và què hết cẳng như này. Trả vào trung bóng thì toàn vạng nhau ngã trong bồ xiển luôn. Ủa, không làm gì được. Mohamed Salah bắt cho Jesus này. May quá mấy công hậu vệ này may vẫn còn làm hoàn thành được nhiệm vụ. Nó có sự delay lên là cầu thủ nó hơi chậm anh em ạ, chuyền nó phải một lúc thằng kia nó mới biết chạy lên. Thôi rồi, hỏng hỏng. Ôi ôi may quá luôn, may quá ra ngoài rồi. Quá may mắn cho đội mình luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ được một quả phát bóng lên. Mình sẽ chuyền cho cái thằng bên cạnh này để lên bóng dần dần chứ phất lên thì gặp Van Dijk làm sao mà ăn được. Nhưng mà nó có sự delay đá rất khó chịu. Nó phải chạm mất một nhịp thì bắt đầu nó mới được này. Lại bị ông Pogba cắt bóng rồi. Rồi may quá. Sút. Ui dồi đen quá. Sút. Ui dồi. Cái thằng Alisson nó bắt qua quá mất rồi anh em ạ. Đấy các bạn thấy Alisson nó bắt kinh khủng thế. Nó bị ngã rồi mà vẫn bắt được luôn. Rồi nói chung là Aguero thì không hy vọng đánh đầu được qua pha vừa rồi. Và một quả phạt góc tiếp cho đội mình. Đấy mình cứ gọi một thằng đến nhử nhử đến này. Đấy xong mình phát vào trong. Đấy bình thường phải cho cái thằng đánh đầu khỏe thế nào vậy. Ui ôi đấy nó bị thằng nó bắt mất rồi. Nên là nhiều bạn hỏi là Alisson thì dùng ngon không thì mình nói là Alisson khá ok. Hồi mày quá là cái sút nó không đứng trên này không hiệu quả luôn. Nói chung là đá online mình mà không cẩn thận cái là chết, mình phải chuyền nhanh. Nhưng mà mạng chậm thì làm chuyền làm sao được. Đấy chuyện điều khiển nó còn không chạy luôn. Mình cảm giác là ôi ôi chuyện chạy lung tung phèng này. Cảm giác là nó có sự delay này, cầu thủ chạy đấy, máy có vẻ giật giật rồi đấy các bạn ạ. Ui dồi ôi, trà chuyền đến tiền đạo này thì làm ăn gì. Tôi hỏng rồi. May quá là mấy ông hậu vệ này vẫn là làm tốt nhiệm vụ. Mahrez, Gundogan này.
Ôi không ăn được van đai to thế kia làm sao mà ăn được. Ôi lại bị Momo Sala Jesus này, Jesus thì không ngại lắm. Đấy. Xoạc tự động luôn rất hiệu quả, anh em có thể xoạc tự động luôn nha. Chạy lên khá là chậm. Rồi, đấy nên là chưa kịp chuyền đã bị chúng nó tì đè và gọi banh xác luôn. Ôi ông Mohamed Salah này. Xoạc này, ăn thế là được Otamendi. Hãy sạc nếu có thể. Nào nào. Chết này, ôi rồi không qua được thằng Alaba rồi. Hậu vệ đối với phương là khá là bình tĩnh luôn anh em. Rồi và đã hết giờ, may quá mình đã may mắn thắng chúng nó với tỷ số 2-1. Đấy thì đá 5 trúng đích 4. Đấy. Cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại là Aguero. Bên mình của nó là Mohamed Salah và Sterling luôn. Ok, đấy, vừa đây là mình sẽ xem lại highlight. Ok, vừa rồi mình đã thử một cái trận mát đây. Anh em có thể xem tham khảo qua. Mình đá thì hơi gà một tí thôi. Đấy, đây là đá chế độ mát đây nhá. Mát đây mình nói qua này. Mát đây là chế độ đá online. Phần thưởng nó là cái thẻ ghép cầu thủ của các câu lạc bộ tùy từng tuần 4 sao thôi, là được GP và được coin, càng nhiều rating càng cao thì được càng được coin nhiều. Và các bạn phải chọn câu lạc bộ nào thì các bạn phải chọn cầu thủ câu lạc bộ đó cho vào đội hình đá thì phong độ vào trận nó mới cao. Và nó có sẽ qua hai cái ngày update, đó là thứ hai thì là update thì nó sẽ mình sẽ chọn những cái câu lạc thủ họ cho câu lạc bộ họ cho sẵn. Còn thứ năm thì là mình sẽ chọn câu lạc bộ riêng, mình sẽ câu lạc bộ của mình, đôi các cầu thủ của mình. Vì vậy nên là các bạn nếu đá này thì cũng hiểu qua nó giá gần như cái chế độ tour event ấy, tức là phải xếp những cầu thủ vào được bonus nhiều thì một là được phong độ cao, hai đó là cái chỉ số đội hình, cái giá trị đội hình nó cao thì các bạn sẽ đá nhanh xong hơn. Ok, xin cảm ơn, xin chào các bạn.